gọt mỗi cây bút chì mà bà trợ phải dùng đến cả dao. Không may lại vi phạm nội quy trường lớp, vật sắc nhọn thế này vô cùng nguy hiểm. Để bảo đảm được an toàn trong lớp, đồ dùng học tập cần được bảo vệ. Đừng lo, Gooder sẽ hy sinh ăn một lúc 10 que kem, đục một lỗ bé xíu xìu xiu bằng comba hoặc là ngòi bút, dính hai que sát nhau, đặt lưỡi dao tí hon ở giữa, tô thêm màu để tái hiện lại chiếc dao cà rốt đang làm mưa làm gió ở ngoài cổng trường. Nối các khớp với nhau chỉ bằng một que tăm. Lưu ý, que màu xanh phải dài hơn que màu cam thì mới có thể bảo vệ được. Lưỡi dao sắc nhọn bây giờ đã được phong ấn trong củ cà rốt. Bà trợ tha hồ cắt xén trong lớp mà không gây nguy hiểm. Lúc dùng thì mở ra, không dùng thì đóng lại. Gập ra gập vào dễ dàng, nói không chừng tiểu lý phi dao không bằng bà trợ múa cà rốt. Chơi quá là vui luôn đó. Sấm chớp ở đằng đông, ai cũng cong mông lên mà chạy. Có mỗi bà chị họ lại hồn nhiên như cô tiên, tung tăng nhảy múa dưới trời mưa. Còn chưa tới nửa đêm, bà chợ không phát điên thì cũng phát sốt. Giờ mới hiểu cảm giác mưa dầm thấm đau. Muốn nghịch mưa mà không bị ốm thì chỉ có Gooder làm được. Một vỏ chai nước ngọt, có thể chưa tới 7 cái đèn nhấp nha nhấp nháy. Đề nghị xếp thẳng hàng, không chen lẫn. Quét keo sữa hoặc là hồ dán lên toàn bộ bề mặt. Chỉ có bông gòn mới bao phủ được khắp mọi nơi. Vo viên trong tay còn ra được bông tuyết. Gắn từng cục bông tí hon vào dây đèn. Gooder chính là đứa con của thời tiết, tạo ra cơn mưa phát sáng. Vừa có mưa lại có tuyết, tha hồ nghịch ngợm và không sợ bị ốm. Đưa bà chị họ vào giấc chiêm bao. 10 giờ tan học mà đến 2 giờ chiều Gooder và bà chợ mới về nhà. Quay đi ngoảnh lại đã thấy bà chợ mất tăm. Dám để lại Gooder đơn phương độc mã đối phó với cái chổi lông gà của mẹ. Muốn biết bà chợ đi đâu phải sắm ngay một cái máy theo dõi được làm từ 3 cái que kem, lắp ráp y hệt một chiếc sọt gân bắn tỉa. Hai cái que dài kẹp giữa là cái que bé hơn với chiếc tay cầm. Lúc này mới nhận ra Việt Nam làm gì có sọt gân. Gooder dính hai cái kẹp tóc lại với nhau, luồn cọng dây chun từ đầu bên này qua đầu bên kia. Mũi tên chính là que tăm khổng lồ của bố. Chiếc nỏ thần của Mỹ Châu Trọng Thủy đã ở trong tay Gooder. Chờ tới lúc tan học, đặt que tăm vào khe hở, nhắm bắt phát bắt chúng. Gooder đã buộc sẵn một sợi dây vào mũi tên, vậy nên tìm bà chợ không hề khó. Đi theo sợi dây, phát hiện bà chợ đang que cay một mình. Gooder báo ngay cho mẹ, bắt quả tang, no đòn tại trận. Đừng bao giờ đi học sinh trong trường, nếu không kết cục sẽ giống như bà chị họ bị bạn bè giấu đi xà phòng nên bà chợ không thể rửa tay. Cuối cùng là bị cả lớp trêu chọc và xa lắm. Biết trước có ngày này, tại sao không mang theo chai nước rửa tay? Khó thế cũng nghĩ ra, cái chai bự trà bá sao có thể mang đi học? Chi bằng quét lên một tờ giấy để trong vòng nửa tiếng cho nó tự khô. Giờ đây nước rửa tay đã thấm đều toàn bộ tờ giấy để có thể dễ dàng sử dụng. Gooder vẽ hàng ngàn trái tim và cắt ra. Như vậy không ai có thể tưởng tượng ra đây chính là xà bông di động. Chỉ cần cho tất cả vào chiếc lọ nhỏ, có thể mang theo khắp mọi nơi. Làm thì dễ, đến khi sử dụng lại vô cùng đơn giản. Kết hợp một hình trái tim và vài giọt nước, có biết bao nhiêu là bọt và bong bóng. Bà chợ thử xem, từ nay đi vệ sinh trong trường không còn là ám ảnh. Mất 3 phút mà đổi lại được đôi tay sạch sẽ thơm tho. Chúc mừng bà chợ đã lấy lại được tự tin và tỏa sáng. Rung chuông vàng, sân chơi kiến thức đã trở lại. Bà chợ đăng ký tham gia nhưng đã bị cô từ chối. Yên tâm, Gooder có hai tờ giấy A4 và một tấm đề can trong suốt. Đặt một đường nhỏ dưới tờ giấy cuối cùng. Ba cây chụp lại hoàn toàn là nhờ băng keo. Cắt một cái khung chữ nhật hình con mèo màu vàng, đặt lên trên cùng của tấm đề can. Đưa cái bảng ra trước cuốn sách. Hồ biến, bao nhiêu kiến thức đã nằm gọn trong đây. Chính xác hơn là toàn bộ câu trả lời đã được viết từ đằng sau của tấm bảng. Chuẩn bị sẵn sàng, bà chợ sẽ chứng minh thực lực cho cô giáo thấy. Một cái đèn pin hoạt động bên dưới là đủ. Di chuyển tới đâu, chữ hiện lên tới đấy. Đồng nghĩa với việc đáp án không thể sai. Chúc mừng bà chị họ. Xem bói drama còn có nhà thì bổ phổi. Làm máy hút bụi từ một chai nước, có tin được không? Cắt chai nước ra thành 3 phần nhưng chỉ lấy 2, chính là đầu và đít chai. Tạo một vòng tròn có khả năng lọc bụi từ lớp khẩu trang. Nhét vào bên trong phần đầu, lần lượt lắp ráp các bộ phận vào cây quạt cầm tay. Cái đít đi trước, cái đầu theo sau. Hô biến, voi vòi cái vòi hút bụi. Mở nắp bật quạt, bụi tự động hút vào trong. Vậy là Gooder đã có giải pháp dọn rác mùa hè mà không tốn một xu. Công dụng 2 trong 1, vừa quạt mát lại có thể dọn dẹp sạch sẽ. Xứng đáng làm người giúp việc số 1 của ba chị họ. Tại sao bà chị họ lại có gấu bông của Gooder? Tính như ruồi, chỉ vì lo cho bà chị họ ở nhà một mình mà mẹ đã tự ý sang nhượng con gấu bông yêu quý nhất của Gooder. Đây chắc chắn cũng chỉ là mánh khóe của bà chị họ. Gooder tạo nhiều khe hở trên một tấm bìa rồi đặt nó lên một tờ giấy trắng. Dùng bút máu vẽ lên những hình họa kỳ lạ. Cụ thể là có 2 bức tranh trong cùng một tờ giấy. Nhích tấm bìa lên trên, hình 1 biến mất. Bắt đầu vẽ hình 2. Như vậy, 2 tấm hình đang nằm xen kẽ nhau mà không ai biết. Mèo con dễ thương hóa thành linh miêu đáng sợ chỉ trong vòng tích tắc. Đây chính là cửa sổ thiên biến vạn hóa trong truyền thuyết. Đã có chú mèo con trông nom bà chị họ. Gooder thu hồi gấu bông. Học bài xong bà chợ nhớ đóng cửa sổ lại nha.